Dạ anh Thủy Nhất. Lâu quá. Tối rồi, 10 Thôi anh 11 em nói chuyện giờ. nhau nha. Dạ. Ok con Rồi chào. để Rồi cho chào bà con, rất cảm ơn bà con. ok. Rồi. Rồi. Ông cảnh sát. Ông cảnh sát đâu rồi? Cho ông cảnh sát mới lập lò luôn lên để kêu ông chia sẻ về vấn đề mà giác giác gì đó, vô thổi rồi sao? Ở bên đó hình như nó có cái đặc sản đó rồi, thiếu không chịu được. Không, nói chung theo chung nghĩ á, ví dụ như là bất cứ một cái quốc gia nào đó, họ khi mà trước khi họ ban hành ra cái bộ luật cho quốc gia của đó đó, thì họ có căn cứ trên cơ sở gọi là cái văn hóa của dân tộc đó không ta? Thì theo ông nghĩ là như thế này, căn cứ trên văn hóa dân tộc thì cũng có, thế nhưng mà nó lại xuất phát từ nhiều cái yếu tố khác nhau, đặc biệt là có thể là xuất phát từ cái môi trường nữa. Ở đây có một cái ý kiến của cái anh Đặng Hưng Hạnh này này, đúng không? Đặng Hưng Hạnh, em thấy cũng rất là hợp lý. Bởi sao? Bởi anh ấy có nói là ở Mỹ họ không cùng dòng máu, còn ở Việt Nam là cùng một dòng máu. Hay là chúng ta nói đến cái dân tộc tính ấy, có nghĩa là tính tính dân tộc, tính đoàn kết của một dân tộc, thì rất rõ ràng là ở Việt Nam chúng ta nó khác nhiều. Nó khác ở đây nó mang tính là nói một cách nó ngắn gọn đó, là cái người Việt Nam chúng ta là nó mang tính chất là cố kết cộng đồng từ rất là lâu rồi. Thế thì thực ra hiện nay đó, thì trong cái sự phát triển của đất nước mình, nó đang phát triển, đang hội nhập như thế này, thì ít nhiều gì các cái bạn trẻ cũng có, thậm chí là có một số ít những người có thể là có đúng tuổi, trung trung tuổi cũng có, thì người ta vẫn vẫn đang còn chịu ảnh hưởng ít nhiều gì đó. Giống như một số bạn trẻ bây giờ mà cứ học luật ở trên TikTok đó. Đấy thì người ta chỉ nói trong một đoạn đầu thôi, đoạn sau người ta không nói, thế thành ra là nhiều bạn lại áp dụng nó không có phù hợp. Người ta chỉ nói cho anh biết là anh ra đường là thế này thế này thế này, thế nhưng mà người ta lại không nói được là sau khi cái nguyên nhân mà diễn ra cái vụ việc đó, thì cái hậu quả khi mà anh làm cái diễn biến hành động đó thì hậu quả như thế nào thì người ta không nói. Thế thì ít nhiều gì đó, thì trong cái giai đoạn đang phát triển thì con người Việt Nam chúng ta đó, ở đất nước chúng ta có một số bộ phận nhỏ thôi, thì có thể người ta tìm hiểu chưa hết, hoặc là vì một vài lý do nào đó thì có thể dẫn đến những hành động mà nó chưa phù hợp. Đấy, chưa phù hợp. Chưa phù hợp ở đây nó có thể là chưa phù hợp về mặt giá trị đạo đức cũng có, thậm chí là không đúng quy định của pháp luật cũng có. Nhưng mà để mà xử lý một tình huống mà để cho người ta mà nhận ra cái sai đó, người ta biết mình sai ở đâu và sửa như thế nào, thì theo em nghĩ là nó hợp lý hơn. Còn dĩ nhiên những trường hợp mà đã vi phạm pháp luật mà đến mức phải xử lý thì chắc chắn là chúng ta phải ủng hộ, phải xử lý. Bởi vì xử lý trường hợp đó còn làm gương cho các trường hợp khác. Và chúng ta nhìn rất rõ ràng đó là cái việc mà vi phạm pháp luật ở Việt Nam ấy, thì đó là vi phạm và vi phạm pháp luật, mà pháp luật là cái quy chuẩn chung cho toàn xã hội, có nghĩa là mọi người phải tuân theo. Chứ còn chúng ta lấy một ví dụ điển hình là cái vấn đề như anh kết sắt anh mới nói là vấn đề thổi súng, đúng không ạ? Thì rõ ràng là pháp luật ở Mỹ thì người ta cũng cho sử dụng súng, thế nhưng sử dụng súng không có nghĩa là anh vác súng ra đường anh đi thổi người ta. Thế nhưng mà cái vấn đề đó thì rất ít khi mà thấy các anh bên kia thế giới, các anh lên các anh bình luận sâu, bình luận xa, bình luận gần bờ, xa bờ, ngoài khơi các kiểu, để các anh đánh giá xem mà tại sao nó lại như thế, rồi nguyên nhân tại làm sao, vân vân, cả anh chả thấy bao giờ các anh nói. Thì chúng ta tìm hiểu thì chúng ta cũng hiểu được một phần nào là Mỹ người ta quy định như vậy. Đấy, đặc biệt là lực lượng cảnh sát Mỹ cũng vậy. Ví dụ lực lượng cảnh sát Mỹ mà người ta chấn áp người vi phạm đó, người ta rút đùi cui hoặc là súng điện hoặc là súng, thậm chí là súng súng các loại súng ngắn cầm tay đó, người ta xử lý người vi phạm nó chưa bình thường, và người ta cho rằng đó là cái việc thực thi công lý ở nước Mỹ. Thế nhưng ở Việt Nam mà những trường hợp ví dụ như là chống người thi hành công vụ chẳng hạn mà bị xử lý, thì chắc chắn là một số thành phần nó gào lên, nó mủ lù loa lên, nó bảo là đánh dân thế này thế nọ thế kia, thì rõ ràng là chúng ta so sánh nó là kém, bởi vì hai thể chế chính trị nó mang tính khác nhau. Ít nhiều thì ở Việt Nam chúng ta thấy có nhiều trường hợp vi phạm cũng gọi lên nhắc nhở, sau đó là mới bị xử phạt, xử phạt xong mà anh vẫn tái phạm thì lúc đó người ta mới tiến hành các cái bước về xử lý về mặt hình sự, chứ không phải là có những cái trường hợp là dĩ nhiên chúng ta phải xử lý hình sự ngay, nhưng có trường hợp thì cũng thông qua giáo dục, thông qua xử lý vi phạm hành chính và hình thức răn đe, sau đó rồi mới đến xử lý hình sự.
thì cái ở đâu đó chúng ta vẫn thấy được cái giá trị nhân văn nhất định ở trong đó. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì thông qua công tác giáo dục chúng ta phân tích, chúng ta giảng giải hoặc chúng ta dẫn chứng các cái điều luật, các cái quy định của chính phủ chẳng hạn, thì những người đó người ta hiểu được và người ta nhận thức được cái việc của mình là không đúng thì người ta sửa, thì theo em nghĩ thì nó sẽ hay hơn. Và đúng những rồi. người càng hiểu biết nhiều hơn thì người ta từ đó, từ những cái người đó đó mà sau này ví dụ như là bạn bè người ta hoặc gia đình người ta có những người vấp phải, thì người ta cũng từ cái kinh nghiệm của mình người ta chia sẻ lại, người ta phân tích lại, thì theo em nghĩ là nó mang tính lan tỏa thì nó sẽ hay hơn nhiều so với lại cái vấn đề gì chúng ta cũng đưa luật ra để áp dụng. Thế nhưng mà ở đây có một cái khác biệt rất là to lớn, đó là dòng máu Việt Nam là chung một dòng máu, là chính xác, đó là dân tộc tính, đó là sự đoàn kết dân tộc. Với cái truyền thống bao nhiêu năm nay của Việt Nam chúng ta rồi, nó khác hoàn toàn với một đất nước mà nó nguyên gốc thì không phải của mình, đúng không ạ? Nguyên gốc là của người da đỏ, sau khi đánh chiếm xong rồi thì bây giờ là có đủ các loại sắc tộc trên đó cả. Thế nên là cái bộ phận nào á thì người ta biết bộ phận đó thôi, chứ nó không mang tính ở Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là có một bộ phận gọi là người Mỹ nói tiếng Việt đấy, ở bên Mỹ đấy, thì nó suốt ngày nó lên nó kêu gào cho Việt Nam, trong khi bản thân nó thì tay nhặt lá trên đá ông bơ. Và nghe rất là buồn cười. Ở Mỹ thì lúc nào cũng giàu sang phú quý, nhưng nhà thì trả góp, xe trả góp, thậm chí chả có nhà. Đấy, nhưng mà thấy rất là rõ thôi. Nhiều thành phần lên khoe rất là hoành tráng, một năm là một tháng làm bên Mỹ bằng một năm ở Việt Nam ở tùm lum, đúng không? Hay là một số thành phần nó bảo là sang Mỹ được ở nhà lầu đi xe hơi, không làm có ăn ở tùm lum hết. Chúng ta nghe rất là nhiều rồi. Hay là một số cái kênh YouTube hay Facebook cũng vậy, nó lợi dụng vào vấn đề là cái những cái thành phần mà trước đây nó đã có cái tư tưởng chống phá nhà nước, đặc biệt là những cái thành phần mà tàn dư là còn lại đấy của cái chính quyền tay sai người Sài Gòn ngày xưa đấy, thì nó biết được, nắm được cái tư tưởng của những thành phần đó, nó vẫn mang cái lòng hận thù. Thế là nó cứ lấy cái vấn đề là của đảng cộng sản ra để nó thế này thế nọ, rồi nó vẽ râu vẽ đuôi vẽ voi các kiểu cả, mục đích cũng chỉ vì lợi ích kiếm tiền thôi, chứ ngoài ra có cái nào khác đâu. Mới đây nhất chúng ta theo dõi những cái thành phần ở bên Thái Lan đấy, bắt đầu nhảy dựng lên là về cái tiền này tiền kia, rồi thế này thế nọ, rồi sống ở trong rừng mấy chục năm đấy. Chúng ta thấy rất là rõ, đó là ở bên nước Mỹ hay các nước khác á, nó kêu gọi là nó quyên góp, nó vì cái này vì cái kia, rồi nó giúp người này giúp người đó, nhưng thực tế nó giúp ai, chả giúp ai cả, giúp bản thân nó là chính. Bởi vì cái vấn đề chi tiêu thì chúng ta không biết được, đúng không ạ? Anh Việt Tân cũng vậy, thấy rất là rõ, tổ chức khủng bố này thì nó cứ lợi dụng, nó quyên góp một mớ xong rồi nó giỏi lắm, nó cho vài đồng. Hai cái tổ chức mà khủng bố của Đào Minh Quân cũng vậy thôi. Các cái vụ án mà liên quan ở Việt Nam chúng ta cũng thấy không? Nó đưa cho người ta có vài trăm đô thôi, có khi nó quyên góp bao nhiêu nghìn đô chúng ta đâu có biết, nhưng mà nó đưa cho người ta được có vài trăm đô, tính cái tiền Việt mình không đáng bao nhiêu, nhưng cuối cùng lại phải trả giá bằng những cái bản án rất là thích đáng. Thì cái điều đó chúng ta thấy tuy nhiên thời gian gần đây thì nó có ít đi rồi, bởi vì ít nhiều gì thì hiện nay thì người dân người ta mà có quan tâm, người ta tiếp cận thì người ta đã biết hết các chiêu trò của nó rồi, chỉ còn những cái thành phần nó còn cố chấp, đúng không ạ? Thành cố chấp hoặc những cái thành phần mà nó gọi là nó suy thoái về cái tư tưởng chính trị, gọi là trước đây đã từng là công tác cái này cái nọ đấy, thì nó suy thoái, hoặc là những thành phần mà nó bất mãn, đúng không ạ? Rồi những thành phần cơ hội chính trị thì nó vẫn còn, nhưng nó không đáng kể với ít nhiều gì. Những cái thành phần này cứ có một cái động tĩnh gì là ngay lập tức là chúng ta có thể nhìn nhận ra được ngay, đúng không ạ? Hoặc là trong một vài thành phần thì cứ giả này giả kia, thì trong các câu nói, trong các bài nói chuyện thì ít nhiều gì đó nó đã lộ ra cái những cái sơ hở để chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của những cái đối tượng ấy như thế nào. Thì chúng ta theo dõi, chúng ta biết được thì chúng ta tránh thôi, tránh và chúng ta chia sẻ để mọi người biết được thôi. Những để mà những cái thành phần này mà nó làm hại cho chế độ hay cho nhà nước hay là cho cái nền hòa bình độc lập của dân tộc thì Việt Nam chúng ta rất là khó. Thế chẳng qua là nó gây hại cho một số bộ phận rất là nhỏ, một số người dân nhẹ dạ cả tin cũng có, đúng không ạ? Bị lừa lọc các kiểu vì danh vì lợi cũng có, vân vân cả, thì nó đều bị ấy hết rồi, đều bị xử lý rồi. Còn lại một ít nữa thì nó đang ẩn mình, đúng không? Rồi nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó cũng phải lòi ra thôi.
cái kim trong bọc nó lâu ngày nó ngoài ra thôi, làm sao mà thấy khỏi. Okay. Chia sẻ nó vui, ok. Em cũng chưa? Cảm ơn anh và cô chú anh chị. Ok, cảm ơn Dung nha. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.